Múc nhưng nó múc trên đất của mình, cuối cùng nó phải trả lại cho mình. À. Thế thì ngon quá. Tự nhiên nó lại múc hộ cho mình. Trước nó chập chờn như này này. Đấy, bây giờ sao nó lại dám đi nó múc vậy? Nó tưởng là mình bị cái vụ bà kia kiện ấy, là có chuyện gì ấy, không dám về đây ấy. Nó tính nhập nhà. Ai ngờ đâu. Thế xong rồi đang múc thì chị ra à? Đang múc tôi ra, tôi kêu dừng lại, phải dừng. Thì tính chất đây là đất của mình. Ai gọi? Không phải. Thế quá, túi quần này múc là thuê trả hàng mấy chục triệu à? Ừ, chứ sao? Bác Sơn. Cuối cùng làm thẳng đất cho mình. Alo. Đây, chúng cháu đang ở đây đây. Chờ mãi từ trưa đến giờ không thấy bác vào. Chúng cháu vừa sang bên chỗ khu đèo bằng xong. Bác đang ở đâu? Chúng cháu vừa ra ngoài này rồi, ra ngoài chỗ bên đất này rồi, đang đi xem đất. Đấy đâu gọi là. Cháu không, chắc gọi tiếng đi, gọi to đi. Đứng tít thế kia kìa. Chốc cháu về. Cháu về mà cháu không về đấy vì anh em này muốn về bên chỗ thành phố xong rồi là phải về luôn đấy. Tại vì cháu đi phụ thuộc theo xe ô tô á. Vâng. Hồ sơ à? À thế thì nếu mà bác lên thành phố thì bác vào nhà cháu chơi nhé. Vâng, bác lên thành phố đi. Bác lên sớm một tí thì anh em chuẩn bị tí nữa khoảng một tiếng nữa là về, từ đấy thì là gặp nhau luôn. Vâng, khoảng một tiếng nữa thì chúng cháu về. Vâng. Vâng. Cái khu này là khu của nhà khác hả chị? Ừ, trên này là nhà khác. Đây, mình đây đúng không? Trên này nhà khác của nhà mình, vòng qua cái bãi thẳng dưới. Chỗ đấy của mình có hai bãi ở đây. Đây là cái này, cái bãi trong kia. Mẹ ơi. Đây là chủ yếu nó cua, chỗ trên này thì nó cua rộng. Thank you.
bên này là sân côn có hỏi mua. Nó hỏi mua hết. Nói chung là bây giờ không phải một thằng sân côn mà mấy thằng hỏi mua. Nó mua lại nó, mua, nó lại có những cái đội như này. Nó mua xong nó làm được sổ. Nó bán lại cho sân côn gấp 100 lần. Bọn sân côn vừa rồi trúng cái chỗ mà này gà nó bán thành mét vuông rồi đấy. Cũng đất giống của chị bán thành mét vuông. Còn mình ở đây mình chưa làm sổ nên mình phải bán cỡ sao mới hát. Đấy. Cho nên là có cái bọn mà nó mua được ấy, nó đang đi mua như thế để nó bán lại cho bọn dự án. Đấy. Quan trọng là nó phải có dây, nó phải có cơ. Nó có dây cơ hết. Thì nó là cái lũ mà nó đi mua này là thằng bọn nào nó cũng có cái thằng đứng ở ngoài đằng sau. Thì nó mới xác định nó làm được chỗ nó mới mua chứ. Nó làm được thì nhân giá nó lên có bao nhiêu lần. Đi xuống kìa, không sợ rồi. Xe được rồi hết thôi. Mẹ có chai nước nào trong cặp không? Nó than thẳng này không biết nó làm cái giống gì ở đây. Nói chung là cái này là trong dự án của sân gôn. Đi xuống đi mà. Ai đấy? Lên đây rồi à? Ừ, thế lên đây để cho ông xem. Cho ông lên. Con đứng vào nó mát này đi. Để cho ông phải quyền lên. Và tí nữa không? Đi về qua cái đường này. Sáng nay đi qua cái đường mà bán hôm mía lúc mà mình đi giấy này, giấy 300.000 này. Úc Sức Quyền ở đây cái bãi phẳng ở dưới là nhà em với hai lô. Mua nước mía. Tốt quá. Đây thế còn chỗ này là trong này Úc Sức Quyền xem có cái địa hình sẽ có đẹp. Đây thì đẹp rồi. Có điều chỗ này mà muốn mà vào mà làm được cái gì đấy là phải mở đường. Vòng hết theo cái con đường này là mục tiêu này. To quá nhỉ. Vâng. Chỗ này hơn 6.000 dưới trũng này. Cảm ơn Chúa. Ngay trước là có cái nhà ở đây này, cái nhà hai ông bà cụ với mấy đứa con ở trong này. Nó ở trong này, nó vẫn còn bên này nhà. Nó ra ngoài. Nó ra ngoài bờ đê, nó từ ngày có khu công nghiệp nó ra ngoài đấy nó đi làm. À đúng rồi, kia kìa, kia kìa mẹ. Đây kia kìa. Ừ, đúng rồi. Đấy. Cây vải nhà mình nha. Không phải vải. Trong này chắc chắn có vải. Vải đấy, vải nhà mình đấy. Chắc là vải. Vải nhà mình tím. Mình đi lầu kia xuống. Alo. Em à. Chìa khóa là anh để ở cái ngăn tủ ấy đấy em ạ. À. Cái ngăn tủ mà. Không có chìa khóa nhà. Bắc Giang. Bắc Giang gái đẹp quá không nỡ về. Chính xác chưa đi đem rừng. Bây giờ làm sao nhờ. Đợi phải 3 tiếng nữa. Mấy nhà ấy về đánh đi đó bây giờ mới bắt đầu ấy bây giờ mẹ đi chuẩn bị về em nhé. rồi rồi em nhé. Ba tiếng. Còn nhanh thì 3 tiếng. Chữ sắc cứ bảo 3 tiếng. Nhanh là 3 tiếng. Còn không 4 tiếng. Ê,
Tại cứ đòi tôi xác cái anh với vẩn. Anh ấy chở em đi, em thì có xe mà chị. Thì em theo anh ấy đi, anh đi bao giờ thì em về vào đấy. Thôi được rồi. Nhanh nhanh, cố gắng. Anh cứ nói rõ ràng là chị bảo bây giờ đi thì... Bây giờ là đi khoảng 2-3 tiếng nữa mới về. Bây giờ sẽ... Bây giờ là 5 giờ... Người ở nhà còn nóng ruột hơn người đi. 8 giờ, chắc khoảng 8 giờ. Chìa khóa nó mới khó. Ừ. Mày sao nhỉ? Anh không quên, không giữ ra. Thế thôi nhé. Bây giờ em đập cái khóa cửa đó là ra đấy. Em lấy cái gì em gõ nhẹ thế. Cho tay vào, bảo nhờ băng niên giúp cho băng niên. Cho cái sắt vào này. Cho cái sắt ngang ấy. Không. Bây giờ cái khóa đấy là cái khóa đồng hôm trước thì giật cái nó ra. Mình là tính từ ven này đúng không chị? Hôm trước anh giật tay thử nó ra. Bây giờ lấy cái... Ví dụ mà nó đổ nước, nó sạt sột, nó sột xuống mình thì sao? Thế là... Nó sột này ạ. Ví dụ sau này mà nó sạt xuống nhà mình thì sao? Nhưng mà chắc đá thì không nhớ ra. Nó phải hút cho nó giảm. Không nhớ ra. Bây giờ cái lấy cái than lên thì ăn ngang rồi, lấy cái gì gõ nhẹ cho nó ra đó mà để mua cho quá khắc. Em ơi, em nhìn nó có phải cái cây cái lá đâu. Cây cái lá như cái hoa gì không đỏ vậy đó. Lá. Lá cái gì cái gì. Có quả này, cây này cây vải này. Cái đấy vải đúng rồi. Nhưng mà cái cây kia cả. Cái kia đỏ, cái lá đỏ hả nhỉ? Phải là cái hoa. Hoa đỏ. Trông cái hoa lạ lạ nhỉ. Nhìn nó kiểu dài dài. Hôm nào mình phải cho người dọn cái này đi mới được. Dọn đi xong thì em thể nhìn dọn nó. Kết đi nó. Ông nhà cô Quế là từ cái đỉnh kia. Không. Đây bao quanh đường này. Bao quanh cái đường này nó sẽ có bao quanh này. Bao quanh này. À nhà cô là cái thung lũng này. Nhà em là nguyên cái thung lũng này luôn. Này. Nguyên cái thung lũng này. Này vòng hết ra đây. Cái cầu nguyện hôm nay tôi đưa lên giáo hội để làm cầu nguyện. Đấy, giáo sư đưa lên. Nói là bây giờ có nhu cầu gì cần trình bày cầu nguyện. Ừ. Đây, cô Quế đây. Vâng. Xin mọi người cầu nguyện cho đất đai ở đây nhé. Để Chúa ban phước, Chúa mở đường để có tiền xây dựng nhà Chúa nhá. Amen. Salomon có rồi không? Thôi. Con đi cùng cho vui mà. Mai tôi đưa lên giáo hội anh em nhu cầu gì cầu nguyện. Cầu nguyện cho cục quế chỉ có cầu nguyện là bán đất. Xây nhà thờ. Có tiền xây nhà thờ. Bán đất lấy tiền làm cho hội thánh. To rim kìa. Giờ đó, cái chỗ Sion á, là nói thì nó hơi ấy nhưng mà cô Quế phải xem thực tế. Bởi vì có bà nói là cái sân côn nó đo rồi. Nó đo kẹt. Mà thật ra đó. Nó đo nó vẫn phải thương lượng với mình. Không, nhưng mà nếu mà trường hợp mà cô Quế mà có cái chỗ tốt hơn thì cô Quế bán cho đây cho ông bà đỡ bất. Tốt thì tốt, nhưng bây giờ mình bất an nhiều. Nói về cơ bản thì cô phải cầu nguyện. Lên thì ô chỗ này đẹp lắm cô Quế cứ ở cái nào đó. Nhưng mà cuối cùng cô Quế mẹ ông bà là vất vả. Tôi là tôi cũng là phục vụ mấy chục năm rồi, ít nhất
em chị em mình ở dưới Hà Nội đây làm thế nào đâu hiểu được cái vất vả trên này đâu. Họ nói rằng ô chúng tôi lên đây có chỗ mát như vậy là tốt rồi, nhưng mà nếu cho nếu cô quý dân cái nói cho thì cô có cái ở đó cô có thể chuẩn bị.